Chào các bạn, đây là video tiếp theo trong cái lộ trình của mình. Thì ở lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn, các lần phần trước ấy, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn làm về file NV và file data. Hôm nay chúng ta sẽ đi thực chiến một chút. Phần này có mang tên là phần thực chiến. Thì hôm nay chúng ta sẽ đưa cái bot này nó hữu ích hơn một chút cho mọi người. Vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ đặt vấn đề. Đấy. Vấn đề 1 này. Tôi có một list. Có một danh sách tài khoản. Tôi muốn gửi cho người dùng. Dụng lệnh VL để lấy ngẫu nhiên. Một tài khoản trong list đó để đưa cho người dùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này nhé. Chúng ta sẽ chỉnh sửa từ đoạn code này, chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ import thư viện là ngẫu nhiên, nó là import random. Sau khi chúng ta import random rồi thì chúng ta sẽ sửa lại bên này một chút. Ví dụ như chúng ta sẽ sửa splash comment này bằng vion. Decryption ở đây thì sẽ là chúng ta sẽ sử dụng decryption là lấy tài khoản vion. Đó là mô tả thế đấy. Miễn phí. Ở đây thì mình có cái lệnh data, mình đã sửa nó thành vion. Do đó vẫn là đọc cái file data.yaml này. Cái này sẽ sửa thành vion nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn cho random text bằng random choice data vion và await ctx random text. Như thế này là chúng ta có thể xong rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Terminal này. Đây. Run and debug. Rồi. Giờ thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh vion để lấy tài khoản vion và nó sẽ in ra từ file YAML này một dữ liệu ngẫu nhiên của chúng ta. Tuy nhiên ở đây thì có một cái vấn đề xảy ra đúng không? Chúng ta sẽ sang cái vấn đề 2. Tôi muốn tài khoản đó chỉ sử dụng riêng, à chỉ gửi riêng cho người dùng. Đó. Thế thì phải làm sao? Chúng ta sẽ chỉ cần sửa một chút của cái code này thôi. Chúng ta sẽ sửa CTX send thành order send. Và chúng ta sẽ chạy lại bot này. Nhập bot này.
một vấn đề ở đây, đó là do mình do mình đã tắt tin nhắn trực tiếp mà nó có thể gửi cho mình rồi. Đó, cho nên là nó không gửi được cho mình. Giờ thì mình sẽ sử dụng lại cái lệnh này. Bật chưa nhỉ? Đó, như thế là bot của mình đã gửi tài khoản cho mình rồi. Vấn đề 2 đã xong nhá. Vấn đề thứ ba, vấn đề thứ ba là gì ạ? Đây, để mình vào lại cái tài khoản đó. Ở đây có một dòng là ứng dụng không phản hồi, dù là nó gửi cho chúng ta về cái việc nó đã gửi tin nhắn riêng cho chúng ta, thế nhưng mà vẫn là ứng dụng không phản hồi. Giờ thì mình sẽ fix cái ứng dụng không phản hồi này bằng một cái lệnh, bằng cách là chúng ta sẽ thêm một cái lệnh await. Ở đây thì mình sẽ không sử dụng send, phương thức send này thì nó sẽ in trực tiếp sang màn hình, mà mình chỉ muốn mà dùng send cũng được, không sao cả. Ngoài send ra thì chúng ta có thể sử dụng một số cái, ví dụ như là ctx chấm, đây rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng lệnh response chấm send message. Ok, nhìn cho nó phức tạp hơn một chút. Chứ thực ra các bạn dùng sao cũng được. Một vấn đề nữa đó là gì ạ? Khi mà mình tắt cái nhận tin nhắn riêng này, thì ứng dụng sẽ không phản hồi mình. Bây giờ chúng ta sẽ fix fix cái ứng dụng không phản hồi. Khi người dùng tắt nhận tin nhắn. Để giải quyết được vấn đề này thì các bạn sử dụng cho mình hàm try để xử lý những cái lệnh exception. Đây thì mình sẽ sử dụng try hai chấm này. Exception. Except tức là ngoại lệ. Những cái người mà tắt tin nhắn riêng thì nó sẽ là error warning always,
không thể gửi tin nhắn riêng cho bạn. Xin hãy kiểm tra lại cài đặt. Giờ thì mình sẽ cập nhật bot này. Đang có một chút vấn đề ở đây. Ở đây này. Chúng ta nên để chai ở trên này thì hơn. Đó. Nhìn cô đã đẹp hơn rồi đấy. Hết problem luôn. Đó. Như thế là xong rồi. Cái vấn đề nữa đó là gì ạ? Cái vấn đề năm. Spa. Đó. Lấy tài khoản. Đấy. Để spam lấy tài khoản thì chúng ta sẽ giới hạn ngày đấy ạ. Có nhiều cách mà, giới hạn ngày này. Giới hạn số lượng tài khoản trên user này. Chấm 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 nhiều nhiều cách đó. Thì hôm nay thì mình cũng không thể làm hết được, rất là nhiều. Nếu mà các bạn muốn muốn làm tiếp thì có thể phát triển thêm. Còn mình sẽ dừng cái series này tại đây. Series về mình sẽ dừng cái series về Discord bot này tại đây. Để khi nào mình có một cái dự án mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn không thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình.